mồi rồi. Lễ bắt đầu ở đây các bạn ạ, chuẩn bị đón thợ săn để đi săn lấy thịt chim cú về. Đi săn để lấy thú rừng về để nuôi con đấy các bạn ạ. Còn ở ngoài kia là đang hát ru. Săn thì đeo mặt nạ trông cũng khá là hài hước và thú vị các bạn ạ. Bây giờ là đang đi xuống dưới để làm tiếp cái phần lễ là đi săn bắt thú về để cho con cái ăn đấy các bạn ạ. Mời các bạn cùng xuống xem nhé. Bắn được nhiều thú rừng để cho con ăn nhá. Trẻ con sợ các bạn. Sợ trẻ con sợ. Săn đấy. bắn thú rừng, bắn sóc, bắn hươu, bắn nai đây. Lên đạn này. À, bắn. Đã bắn được thú rồi. Bắn trúng chưa? Bắn tiếp. Tiếng của ông làng luôn. Ném quá, mày bị mình ném đi. Khổ lắm. Ê, phán đừng chua biểu. Trúng rồi, trúng rồi. Bắn trúng rồi đấy. Bắn chua gì mà tay. Bán đi tiếp. Sắm tiếp bấm lót về mang. Bắn tiếp à? Bắn tiếp, bắn được nhiều, càng nhiều thú thì con lại có nhiều cái ăn đúng không? À, bắn trúng cái giấy đỏ đỏ trên kia. Wow!
Đây cũng ngu luôn. Đấy, bắt được thú rừng ở đây các bạn ạ. Đây là lấy thú rừng về cho con ăn. Săn tiếp. Có mồi rồi. Có mồi. Đến nhắm rượu đây. Tức là có thú rừng ở bây giờ mời bà con anh em trong gia đình ăn uống mời rượu ấy. Làng hết thì răng nhỉ. Nhà của bóng này lắm nhà nó. Nhà nó ăn với nhà bóng luôn ấy. Ô này, nhà lôn phan với nhà hôm lễ. Quán mà làng phu bị cái chỉ vô đi lên đâu thì toàn thằng tin ăn này cũng đi ăn cơm xong rồi đi ngủ đấy nhỉ. Quán nhậu tặng tài cô quán nhậu à muốn xác cứ ngay nó tài cho cô nó phải đợi nó nằm đây đợi bọn nó bọn chú còn ăn này xuống đi. Là cái mấy mình nhồn dài chứ. Ai muốn ăn cái rơm nữa. Ai muốn bè đi ăn được chưa? Bắt đi ăn được chưa? Đi săn đi. Mém lực đi luôn mà. Nhắm bắn. Rình. Mém mà cái gì thì có con nữa. Tăng lên tới là tăng rồi. Xa đi xa ngàn dặm nữa rồi. Súng súng khỏe đấy. Súng khỏe đấy nhỉ, súng bắn lên tận trời đấy nhỉ. Làng đó cái tròn cái ta vông quá nỏm bà. Tay nó gồm.
đan nữa chứ. Chú tụi chai dưa mít mẹn chưa chứ. Chú áo mà lão. Bây giờ là đi ngủ à? Không lão chứ. Bán hơn tí là đi, mệt lại đi ngủ. Làng cái con nào lắm mà. Mời khách uống rượu. Tép chắn đi. Vừa săn uống rượu này chuẩn lắm đấy. Đấy. À, có thú rồi, bây giờ phải ăn mừng, mời nhau uống rượu đấy. Ai ăn nọt đã la động. Ai lao động nằm hái hấp mà nắng ngoài cái đảng mà tao ai lao động quần nắng hấp thì làng họ ở nhà đang lẻ giờ tao xóm liền mấy hấp tiểu vị đấy mấy không có sao còn cú làm mấy tiếp cháu đang ăn sa đặt bám vô ai bài bùn cái ta quá chả gặp nhau đang giả bóng luôn ta luôn ta cái ta lên làng con quan ta mời nhau đến uống rượu ta lên làng cái ta con được ơi giờ bán được tiền nhiều nhỉ mẹ nuôi con mà nuôi con à Cái này à? Cái này nó buồn lắm. Cái này buồn lắm á. Cái dù con xe cả, ô lô lắm rồi thuế chứ. Nó cho con nó ăn nhiều lắm. À, con ăn nhiều lắm. Ăn hết thì con xuồng rồi nhỉ? Nó buồn luôn. Buồn rồi hả? Cái này nó cho con nó nghịch lắm, nó tung luôn. Mời rượu nhau à? Trốn à? Xin hay vô lẻ. Thế hoài nạ. Vô. Giang cô. Giang cô táo lê cô. Một người đang điệu con. Lên nương đấy. Trốn à? Nào, mình đã ăn được, tức rằng
Làm tiếng gương làm tiếng hồ ràng về làm cho nhí tay học đi nhí tay học cái cổ câu vàng cái tay ai hú à con cứng cứng này vội tay quá đó ai ai bú ngủ cái cây giấy này là để minh họa cho cái gì à chú à? Cây giấy này để minh họa cho cái gì cho sau này lớn đi học à, à. Học giỏi đúng không à. Còn cái kia là túi cơm à vâng. Túi sách vâng, vâng. Hành trang đi đi làm đi học đấy nhỉ. Mặc cơm đi làm ăn. Còn giấy này là đi học hành này. Học hành giỏi. Đúng thì đang làm chứ. Mệt cô. Má phan chui à? Nấu. Cún phô giống này bằng. Chấp chế cái giá. Lao cún phô giống phần cú cú. Quá là dài. Bắn tí chà. Phán tí edit tiêu mình chà. Phán tí có phóng hả? Phán tí có tí hả nế? 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 Điệu con lên nương rồi đấy nhỉ? Đi làm rồi đấy. Mang thì nay chẳng rồi dài làm mấy nhưng mà làm đấy nhiều muốn mới nhân trả mới đây nhở. Đấy, xem cái phần phần lễ này thì các bạn có thể là nhận thấy là nó giống như là một người đang vừa mới được sinh ra và gia đình thì bắt đầu được ăn mừng cũng như là đi lấy thức ăn đồ uống về cho con rồi đi làm nương rồi đi học đi hành và trưởng thành đấy. Giống như một cái đời người các bạn ạ. Đây là cái lễ này là diễn đúng giống như một cái vòng đời của con người đấy, lớn rồi đi làm ăn học hành và giao lưu bạn bè được uống rượu đấy. Bây giờ chuẩn bị đón con lên rồi đấy nhỉ. Bây giờ đón lên trên nhà à cô? Cõng hay là khang đi? Tức là lớn rồi nhỉ. Đưa lên nhà coi như là sinh ra lần thứ hai đấy. Lắm, hồn mẹ ghẻ với chân á. Chân tao. Tao với chân hồn mẹ, mày với chân xuân á. Hả? Mày với chân xuân xe, chứ mấy hồn mẹ. Mày với chân 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 hồn mẹ.
thợ săn. Hôm nay thợ săn được hơi nhiều chim thú đấy nhỉ. Ăn mừng hơi nhiều đấy, uống rượu. Súng đẹp lắm. À, súng đẹp, súng bắn chuẩn đấy nhỉ. Lễ đưa nôi cũng như lễ trưởng thành của một cái cậu con trai trong gia đình đã xong. Bây giờ là công đoạn đón rước lên nhà, chính thức được trưởng thành là người lớn, có quyền công dân đấy. Đấy nha, cậu con trai gia chủ vừa được cấp sắc đấy. Phải đi 9 vòng sao nhỉ? À, trai 7 vòng. Lên nhà đấy. Phải biết đủ vòng chứ không thể lên được. Không đấy thầy đâu. Đi đón đấy, đi đón. Đi theo. Thầy đấy. Đón lên nhà. Mời lên nhà. Yeah.
Đấy, đây là một cái nghi lễ, tức là trao vốn cho con cũng như là lộc lá để cho người trưởng thành làm ăn đấy các bạn ạ. Đây là lương thực vốn đấy nhỉ. Gọi để hỏi sự đồng ý mới cho lên nhà đây các bạn ạ. Được. Đây, đây là rượu lộc để mời lên nhà đấy. Ấy, một cái thôi nhá. À, rồi. Cảm ơn nhá. À, mình vừa mới uống một chén rượu rượu mời lên nhà đấy. Như ba khay phải. Ba khay hay là một khay đây? À, đứng lên à.
Trẻ con sợ sợ săn. Lên nhà đã xong rồi nhé các bạn nhé. Bây giờ là cúng báo tổ tiên nữa, một số nghi lễ nữa xong là kết thúc.